Shop áo may.com, shop áo thun Minecraft giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pixelmon. Ở tập trước thì trong lúc tìm những Pokemon Tabo bên khu rừng thì mình đã bắt thêm được một em Pokemon rất là lạ, đó chính là em Tynion này. Và các bạn có chỉ mình em này có thể tiến hóa được á cơ. Nên trong thời gian hai tập mình đã kiểu như là có cho em ấy ăn những cái trái berry á. Và hiện tại thì cái độ thân thiện của em ấy là 200 mấy rồi. Mình sẽ cố gắng cho ăn hết cái số này, mong rằng em ấy có thể kiểu như là tiến hóa luôn nhá. Coi coi mình còn kẹo không ta. Ở đây mình vẫn còn kẹo nè, may quá, kẹo lúc nào cũng có trong rương hết. Và mình sẽ cho em ấy ăn nhá. Và khi Tynion ăn một viên kẹo ở cái độ hạnh phúc là bao nhiêu đây, 230 này, thì em ấy có tiến hóa hay không? Đi lại chỗ nào trống trống đi em ơi. Lại đây đi, lại đây cho nó trống hẳn nè. Rồi ăn kẹo đi. Đó, Tynion của mình đã toát ra làn khói màu cam rồi. Vậy là bắt đầu á, trình tiến hóa cho Tynion. Ở đây có em Darling đang theo dõi Tynion tiến hóa nè. Em đó cũng ráng lên nha, ráng mà tiến hóa nha. Úi chạy rồi, bánh cắt này mà lại bỏ chạy. Và khi tiến hóa thì em ấy sẽ trở thành em Sivali nè. Và Sivali này thì cái phần đầu á đã được thay đổi một xíu các bạn ơi. Học thêm được một kỹ năng rất là khỏe luôn. Mình sẽ dạy cho em ấy thay cho cái kỹ năng Ray này đi. Phần đầu của em Sivali này á thì có vẻ là đẹp hơn cái em Tynion hồi nãy nè. Nhưng mà phần đuôi cũng như là phần chân thì nó không có nhiều thay đổi cho lắm các bạn ơi. Và điểm đặc biệt nhất ở em này á là mình đã có thể cưỡi rồi nè. Cái em Tynion thì mình đâu cho cưỡi đâu, mà em này tuy bé vậy thôi, nhưng mà Sivali vẫn có thể cho mình cưỡi nha. Và dễ dàng chui qua những cái ô chật chật giống như vậy luôn. Khá là ok đó. Rồi và mình sẽ chạy vô trong đây, tại vì trong nhà chị tá có những cái rương su cơ á. Ấy nhưng mà hình như cao quá không cho mở hay phải. Trong những cái rương này thì à đây, có những cái đĩa ký ức, các bạn có nhớ mình nhặt ở dưới cái thế giới Ultrabit không? Đó, những cái đĩa này thì hôm nay mình sẽ đem ra sử dụng nhá. Mỗi cái thì mình sẽ lấy một đĩa thôi và sắp xếp cho nó gọn gàng ngăn nắp cái coi. Đây nè. Và cái em này đặc biệt một chỗ là mình có thể thay đổi hệ cho Sivali, giống như là đấng sáng tạo gì đó. Đấng sáng tạo thì phải có những cái play, còn em này thì chỉ đơn giản là những cái đĩa thôi. Và mình sẽ test trước những cái đĩa như là đĩa hệ bọ nè, hệ băng, hệ cỏ, rồi đến hệ hệ bay nè, hệ thép, rồi hệ lửa, hệ rồng, hệ đá, và cuối cùng là hệ bóng tối nhá. Còn hai cái đĩa nữa mình sẽ test luôn. Đầu tiên là hệ bọ nè. Nó các bạn để ý cái phần đầu nè cũng như phần đuôi của em Sivali ha, nó đã thay đổi màu theo cái hệ các bạn ơi. Và bây giờ thì Sivali của mình đã chuyển sang hệ ấy nè, hệ bỏ nè. Có cái hệ bỏ trong người các bạn ơi, nhưng mà dùng cái Pokédex thì nó lại ra cái hệ hệ thường nhá, thì mặc định em này là hệ thường mà. Kể đến là cho em ấy hệ cỏ coi, hệ cỏ thì sẽ thay đổi có màu xanh đậm hơn một xíu. Và xem thông tin ở đây thì đó chính là em Sivali hệ cỏ nè. Rất là tuyệt vời luôn. Mà em này hay ở một chỗ là cái điểm tấn công, phòng thủ và SP attack cũng như SP defense đều ngang ngang nha. Mà tốc độ thì cũng không quá cao á. Nói chung là em này là thuộc dạng Pokemon hoàn thiện á các bạn ơi. Rồi và cái đĩa hệ hệ băng nè. Nghệ băng thì khá là giống cái em Sivali bình thường á, chỉ có điều là nó hơi xanh hơn một xíu thôi. Hệ bay, hệ bay thì đậm hơn. Và hệ cái này là ấy, hệ này hệ thép đúng không? À không, hệ bóng tối. Hệ bóng tối là có cái phần đuôi là màu đen nhá. Cái đến hệ đá nè. Hệ đá thì là nó hơi ngã sang màu đất một xíu. Rồi tới cái này là hệ, ủa sao này có màu tím ta? Trên cây canh này là màu tím nhưng mà ở ngoài thì lại là màu xanh. Hệ rồng là nó vậy đó hả? Chắc tại để mặc định này rồng nó vậy các bạn ơi. Hệ lửa nè. Đương nhiên rồi, lửa là phải có màu đỏ chứ đúng không? Và nếu mình thay đổi hệ thì cái chỉ số em ấy có thay đổi nhiều không ta? Để mình coi coi. Hình như thay đổi hệ thì cái chỉ số nó vẫn giữ nguyên các bạn ơi, chỉ có điều là nó đổi hệ thôi á. Tưởng đâu phải thay đổi hệ mà được tăng thêm cái chỉ số nào đó phụ kèm theo thì hay ha. Rồi đến hệ tâm linh là có màu hồng hồng nè, và cuối cùng là hệ má.
Wow, vậy là xong rồi. Hiện tại mình chỉ có vài cái đĩa thôi á, nên mình cũng chỉ test đến đấy thôi. Và ngoài em Shivali này thì mình còn có một em Pokemon nữa, đó chính là em Porygon. Em này đã được mình tiến hóa một lần rồi á, nhưng mà em này vẫn còn một dạng tiến hóa nữa các bạn ơi, để trở thành dạng cao cấp hơn. Và các bạn có nhớ trong chuyến khám phá ở cái vùng băng, mình có nhặt được một cái đĩa nó hồng hồng không? Và hôm nay mình sẽ sử dụng chính cái đĩa hồng hồng đó để mình tiến hóa cho em Porygon nhá. Đĩa màu hồng đây nè. Chính là cái đĩa này nè các bạn ơi, may mình có giữ á, phải đợt đó mà mình ha giục một phát là giờ không có cái tiến hóa rồi. Trang bị vô cho Porygon 2 nè. Thôi xuống đây Porygon ơi. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Cái này mình sẽ để vô trong cái đi vô trong. Chính xác vô. Rồi. Úi. Em Porygon đang đang chiến đấu với em hot hot. Hot hot hả? Em này xong rồi, dám dám chọc giận. Dám chọc giận Porygon nè. Được trái berry. Rồi và mình sẽ bắt đầu quá trình trao đổi nhá, tại vì em Porygon cần phải trao đổi tiến hóa các bạn ạ. Cho Porygon vào nè. Bên đây thì mình cũng cần phải cho một em Pokemon bất kỳ vào và sẵn sàng. Sau đó thì tiến hành trao đổi thôi và búp. Đó, Porygon 2 đã bắt đầu quá trình tiến hóa luôn. Tiến hóa giữa trời mưa. Và Porygon 2 sau khi tiến hóa sẽ trở thành em Pokemon gì đây? Đây rồi, Porygon Z các bạn ơi. Ý. Ui. Wow, bây giờ đã biết quay 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 người luôn rồi. Và phần đầu á đã hoàn thiện hơn hẳn các bạn ạ. À, và hình như đây là dạng cuối của em ấy rồi, hết tiến hóa được rồi. Coi chị. Ê, nhầm nhầm, phải đổi lại chứ. Hiện tại thì mình đang xài Mikey Cap mà. Phải đổi ngược lại. Đây, cho em Porygon Z của mình vô trong nè. Trả Porygon cho tôi. Được chưa, được chưa? Và Porygon sau khi tiến hóa trở thành Porygon Z thì vẫn là hệ thường các bạn ạ. Hồi nãy mình quên xem cái chỉ số cái máy nữa. Nhưng mà nói chung thì em này chỉ có một cái skill ha, mình thấy khá là hay, đó chính là hách nhìn xuyên lòng đất á, giúp mình có thể phát hiện được khoáng sản đó ở dưới lòng đất luôn các bạn ơi. Đó, các bạn thấy cái gì trắng trắng bên trái không? Nó chớp chớp một xíu, mình di chuyển thôi là nó mất hả? Ok, vậy là Porygon của mình đã được tiến hóa xong rồi ha. Rồi, 3 giờ thì trời đang mưa, nên mình sẽ vô trong ngủ đi để cho trời tạnh mưa, rồi chúng ta sẽ tiếp tục công việc trong ngày hôm nay thôi. Để bây giờ mình kiểm tra coi cái số redstone của mình còn kha khá nè. Hôm nay mình sẽ chế tạo thêm những cái lucky poke để mình có thể mở ra tốt hơn các bạn ơi. Và mình có những cái máy thả được chế tạo theo công thức rất là đơn giản nè. Nhưng mà còn thiếu vàng. Ý, đang sẽ tạo vô trong, mắc kẹt. Đang sẽ tạo mắc kẹt vô cái giếng các bạn ơi. Mình sẽ coi coi vàng, hình như mình còn một ít ở đây. Ý, cái rương này hồi nãy có vàng đúng không? Đúng rồi, có cả đống vàng là đằng khác. Giờ thì chỉ cần vô trong chế tạo thôi nè. Hôm nay mình sẽ cố gắng chế tạo càng nhiều càng tốt những cái Lucky Poke nhá. Để mình ấn công thức luôn đi cho nó nhanh. Lucky Poke nè. Nó còn thiếu gì vậy? À, phải vô bàn chế tạo bự mới được. Đây, Lucky Poke 12 cái. Quá ít, phải làm thêm thiệt là nhiều cơ. Mình muốn đập thật nhiều những cái này. Chế tạo lại thôi và được thêm 16 cái là được 28 cái hả? Còn thiếu vàng. Mùi ngốn vàng nó bậy hả ta? Mình hết vàng rồi các bạn ơi. Số lượng vàng có hạn á. Nhưng không sao, hạn 18 cái là quá đủ rồi. Và mình có tìm hiểu thêm á, hình như những cái Lucky Poke này sẽ mở ra Pokemon theo từng vùng miền các bạn ơi. Ồ, vậy là mình đã mở những em Pokemon ở cái vùng này rồi. Vậy là hôm nay mình sẽ đổi vùng đi. Ở đây thì mình có vùng jungle đi. Tại vì bên jungle mình còn một em tabu nữa, tabu mà mình chưa có gặp á các bạn ơi, hình như là tabu fini thì phải. Ừ, đúng rồi, em tabu fini mình chưa có. Hiện tại thì mình chỉ mới có em tabu le le rồi bulu cũng như là coco thôi. Fini fini ra đi mà. Rồi và bay qua đây để cho nó nhận cái vùng biome là jungle nhá. Rồi chúng ta sẽ mở vài cái lucky poke trong lúc chờ đợi một em tabu nào đó xuất hiện. Rồi mở trên đầu cây luôn cho nó xịn nè. Cái đầu tiên. Nhưng mà lấy bóng chứa ra các bạn ơi, mình chưa có bóng chứa là mở xong là không có bắt được á. Em sẽ lấy những cái như là Ultra, Summer, Dust, rồi Quick nè, cũng như là Liverborn nhá, và kể cả Heavyborn nữa. Deepborn thì khi nào xuống nước thì mình sẽ dùng. Rồi, đập ra. Ui, hình như nó xuất hiện gần zombie các bạn ơi. Nó mất tiêu luôn đó, tại vì ở đây không có xuất hiện được zombie ấy. Rồi, cái thứ hai.
Ui, cái thứ hai game Pokemon gì giống cái đèn vậy? Em này hệ lá vậy mà các bạn ơi. Mới có 19 thôi. Ủa 18 thôi hả? Được luôn, bắt luôn. Với em này thì gặp đấng sáng tạo á là quéo liền. Một cái Liverpool ball là về đội anh nha. Không cần nhiều đâu, mình nghĩ là Phantom thì chỉ chắc một Liverpool thôi. Rồi và tinh. Được rồi, bên kia thì xuất hiện Tabu Bulu rồi kìa. Ồ, Bulu thì mình không cần đâu. Mình cần Tabu Fini cơ, cái Lucky Block thứ ba. Trời ơi, game Raveler. Raveler thì mình sẽ farm luôn nhá. Thì game này mình đã có bắt rồi các bạn ơi. Rồi Raveler thì chỉ rơi ra những cái quặng aluminum thôi nên mình sẽ nhặt luôn. Rồi thêm một cái nữa đi rồi sau đó đổi nơi coi, coi chỗ này có vẻ không may mắn cho lắm. Rumbit, ê em heo nè. Em này hệ tâm linh, em heo hệ tâm linh. Cấp 45 cũng khá là cao đấy. Nhưng mà mình sẽ thử với đấng sáng tạo cấp cao như vậy thì liệu rằng Liverpool có thể chinh phục được em 45 hay không? Thử xem nhá. Lợi dụng cấp cao đó. Các bạn nào mà có Pokemon cấp cao thì nên lợi dụng em ấy ra và sử dụng cái Liverpool đó, bắt Pokemon là rất là tốt luôn. Rồi vào mình sẽ đổi qua bên đây đi. Đổi góc coi coi có đổi cái nhân phẩm hay không nhá. Mở không ra Pokemon huyền thoại gì trơn ha. Thử coi hôm nay ra một Pokemon huyền thoại lấy hơn coi nào. Tabu Fini càng tốt á. Rồi đập ra nè. Swampert. Ở nhà mình có cái viên đá Mega của em này các bạn ơi. Phải bắt thôi. Nhưng mà trước khi bắt em này thì mình sẽ sắp xếp dạng Pokemon của mình lại cái đã. Đây cho mấy em vừa bắt mình vô trong nhá. Swampert level 41 đúng không? Không cần đánh. Hôm nay mình sẽ hạn chế đánh ít nhất có thể nhá. Để cho mấy em này có thể về đợi của mình mà không cần phải nhận sát thương luôn. Và Liverpool bắt được em Swampert level 41 luôn nhá. Khá là hay. Rồi và cái đến thì mình sẽ qua đây đi. Mở thêm khoảng 2 cái nữa chúng ta sẽ đổi vùng nha các bạn. Và trước khi đổi vùng thì chắc mình sẽ đợi cho em Tabu kia xuất hiện luôn quá. Ui. Ui các bạn thấy gì không? Hình như mở ra hai thành viên trong nhóm Rocket thì phải. Mà despawn mất rồi. Ở đây có con chim nhưng mà mình sẽ không đánh đâu. Mình vào mình quýnh con boss này cái đã. Con boss hả? À, chưa, boss thì phải đưa thêm một em nữa. Một em boss thì chắc phải đưa thêm sự trợ giúp của em nào đây ta. Hôm trước mình có một em mà có thể tiến hóa Mega mạnh lắm mà mình chưa có đem ra dùng. Đây nè. Em Lazikan nè, lâu lắm rồi đó. Em ấy có thể tiến hóa Mega mà mình ít khi đem dùng lắm. Rồi thử tấn công bằng Fire Blast coi có được không. Ui, đánh Acid cơ. Dám đánh Acid hả? Bị đốt liền. Tại vì mình có hợp cho Acid mình kỹ năng phun lửa các bạn ơi, nên đánh với hệ bọ thì khá là lợi thế á. Rồi, và khi thấp máu như vậy thì mình nên dùng Extreme Speed để kết thúc luôn. Và mang về được kẹo nè. Có kẹo thì mấy em Pokemon mình có thể lên cấp thêm rồi đó. Rồi mở thêm một cái nữa coi. Lucky Block cuối cùng của khu vực này. Game này, em này mình bắt rồi. Ra ngay mình bắt rồi luôn chứ. Ok, để bây giờ mình sẽ đi xa xa cái em kia cái đã để cho em đó biến mất đi rồi. Đợi cho xuất hiện thêm một em Tabu khác rồi mình sẽ coi có bắt được hay không nhá. Đợi lâu quá không có xuất hiện các bạn ơi. Mình lũi vô nhà chị tá mình đập thử Lucky Block coi nó có hên không nhá. Rồi xuống một cái nè. Ui chết, cái chỗ này không có chị tá rồi. No. Tưởng đâu có chị tá vô lấy hên. Mà không sao, không có chị tá thì vô nhà chị tá là hên rồi. Đập ra nè. Mở cái em cá kìa, cái mỏ hồng kìa. Cái em cá này đợt trước mình gặp ở vùng biển ấy, nhìn nhá là mình ấn tượng tới giờ luôn. Cái mỏ màu hồng ấy rất là nổi bật. Dưới nước tối thui mà mình cũng nhìn thấy rất là rõ. Và với một cái Liverpool, trời ơi, đã không có sinh rồi mà còn khó tính nữa. Cái em cá này ế lắm nè. Đó, mấy người không được bắt mắt rồi mà còn có tính như vậy nữa. Thử cái thứ hai coi. Cái thứ hai thì tội này là phải Extreme Speed nè. Này thì khó tính hả? Không hiểu luôn. Rồi, đập thử cái nữa nè. Thì giọng cái này đừng ra con cá mỏ hồng nữa nha. Búp. Ui, cái này đừng ra em bọ rồi. Ok, em bọ này chắc chỉ với một cái Liverpool là được các bạn ơi. Chạy gì mới cấp 11 mà. Với cấp cao của Azure thì chắc chắn sẽ có thể khè được cái em Ladybug này. Và vô trong đi Ladybug ơi. Ting. Được rồi. Đã ra hai cái đúng không? Cái thứ ba nha. Không ra Pokemon xịn là đổi chỗ liền. Búp. Hello mấy cưng.
Ham. Rusit hả? Rusit hả? Rusit. Water gun nè, súng nước. Giảm quýnh hoàng bờ của mình. Súng nước. Ui sao? Hình như quýnh em này không si nhê cho lắm đâu mọi người. Tài Hammer xem. Thử cái Tài Hammer coi. Đục một phát nè. Dám chống với Swamper của mình hả? Cái này chưa Mega thôi. Mega là chắc chắn cái em cá mỏ hồng này ha, là bị ha, đánh gục từ lâu rồi. Này thì cá mỏ hồng nè. Thôi bỏ chỗ này đi các bạn ơi. Em đó cứ cà khịa mình biết à. Xuất hiện hoài. Rồi và ở đây có con boss nè. Hồi nãy người đánh ai? Nghe nói nãy người đánh đồng minh của ta đúng không? Dám đánh nè, chuẩn bị đi. Tiếp chiêu nè. Đối với những đối thủ nặng ký á, cấp cao cao một xíu mình đưa Rawdon ra thì á, hầu hết mình có thể farm được các bạn ơi. Rawdon là một trong những Pokemon rất hùng mạnh luôn nhá. Và hit cuối cùng được cái gì nào? Và mình được một cái kẹo nè. Với được cái Canot ở nhà mình có nhiều lắm rồi. Và bên đây là xuất hiện thêm một em Tabulele các bạn ơi. Có vẻ cái em Tabufini này á, khá là khó ra luôn á. Và cái em Pokemon đang kêu chiến mình chưa có nè. Mình sẽ bắt em này luôn nha. Formatis. Không biết em này hay gì ta. Để mình thử bắt xem coi em đó hay gì nha. Nhưng mà với hình dáng sơ qua bên ngoài thì mình nghĩ em đó hệ lá. Để xem thử coi mở máy tính nè. Formatis. Đúng rồi, em đó hệ lá. Rồi và lại gần con Tabulele này farm luôn. Chặn mặt mới được. Tối ngày xuất hiện hoài à. Tabulele cho Sivali đánh thử coi. Lần trước mình cho Sivali đánh một lần rồi nhưng mà không xin nha. Thử lần này coi coi có xin nha nhá. Multi attack nè. Ui, Sivali bây giờ mạnh lắm rồi. Lúc trước còn Sinon á khá là yếu nhưng mà giờ thành Sivali nên đánh một hit nè. Hơi bị thốt đó nha. Multi attack cuối cùng. Có kết thúc được hay không? Vậy tiêu diệt được Legendary và được những cái tạch anh. Cũng khá ổn. Trong lúc chờ đợi tiếp thì mình sẽ qua bên đây mở thêm một cái chat các bạn ơi. Có cái bucket chat phía trước kìa. Xem coi cái bucket chat đó sẽ rơi ra cái gì nhá. Biết đâu được lại là một cái bóng chiếu Pokemon thì sao. Rồi cưỡi Sivali luôn nè. Nhưng mà Sivali thì có vẻ chân ngắn nên chạy hơi chậm các bạn ạ. Chạy không được nhanh cho lắm. Rồi mở cái. Được một cái Rhyhid. Rhyhid là cái gì vậy? À đây nè. Rhyhid. Cái này như trang bị vô Pokemon thì phải á. Hả? Không được luôn. Không được thì thôi. Rồi bên đây có một con Alakazam boss. Wow, hôm nay phải cho mấy em Pokemon mình chỗ tải mới được. Dám chống hả? Và gơi ra một cái play cũng như là kẹo và ngọc Ender các bạn ơi. Trời mưa rồi, ok để bây giờ mình sẽ trở về nhà cái đã để cho nó trời sáng này cũng như tạnh mưa luôn các bạn ơi. Thì mình mới dễ dàng tìm thêm mấy Pokemon khác á. Sáng hôm sau khi trở lại khu vực này thì mình gặp được một cái em Lipa các bạn ơi. Đây là em mèo mà mình thường gặp trong khu rừng mà đã tiến hóa rồi nè. Em này tiến hóa lên nhìn đẹp ghê á. Được, em này mới cấp 22 thôi. Assert vào khiêu chiến đi để mình dùng cái Liver Ball để bắt nhá. Hôm nay mình bắt hơi bị nhiều Pokemon mới luôn á. Nhưng mà mình thấy em này là một trong những chú mèo nhìn có vẻ ngoài rất là đẹp nè. Để xem coi. À chắc được rồi. Tuyệt vời. Đó. Em đó là như dạng tiếng hóa của em mèo dưới các bạn ơi. Mèo đó thì xuất hiện khu rừng này rất là nhiều luôn. Và xem coi với cái diện mạo như vậy em ấy sẽ là hệ bóng tối. Mèo bóng tối có cái SP attack khá là cao nè. Được á nha. Trên kia thì có em khỉ lá kìa. Khỉ lá thì mình cũng đã có rồi. Để coi. Mình phải đi sâu hơn vào khu rừng mới được. Tại vì mình muốn tìm Tabu Fini cơ. Em Tabu cuối cùng á. Nhưng mà có vẻ em đó cũng là Pokemon khó nhất tìm để có thể tìm được trong khu rừng này các bạn ơi. Đúng ngày chưa gặp lần nào luôn. Khó thiệt sự. Khó khăn là thế các bạn ơi, nhưng mà cần cù thì bù siêng năng. Cuối cùng mình cũng đã gặp được Tabu Fini rồi. Chuyển thời mới. Đánh với Tabu Fini thì không nhất thiết phải đưa em đấng sáng tạo đâu. Đưa em Sivali vô là chắc đủ quẩy rồi. Thử coi Sivali hôm nay có thể giúp mình nhé. Farm được em này không nhá. Đánh thường trước đi, lỡ đánh mạnh quá em này chết thì sao. Đó, đánh thường là vừa sức luôn nè. Hợp lý nha, tiếp tục đánh thường thôi. Cứ đánh xả dao á mà. Và không biết em này có kỹ năng hồi máu không ta. Tại vì lần trước mình đánh mấy em Tabu nè, có vài em sẽ có khả năng hồi máu cho đối thủ luôn. Hơi bị tốt á.
Mình đánh em Pokemon đó mà còn tự gọi mớ cho mình nữa để mình khỏe hơn. Và em này gần khắp máu rồi, mình nghĩ mình đánh thường thêm một cái nữa là chắc dùng bóng Pokemon là vừa đó. Đấm một phát nè, rồi máu đã đỏ rồi đúng không? Giờ thì không chần chờ gì, mình sẽ quất luôn một cái trái Ultra Ball để mở màn nè. Chủ yếu là mình dùng Ultra Ball để tính lượt thôi á, càng nhiều lượt thì mình sẽ sử dụng cái Summer Ball hiệu quả hơn các bạn ơi. Cuối cùng sau bao nhiêu vất vả thì mình cũng đã bắt được cái em ấy rồi các bạn ơi. Xem coi em ấy có gì mà khó gì ta. Tapu Fini đưa vô đây, vậy là được bộ tứ rồi nhá. Tapu le le, Tapu Bulu, đằng kia cũng có con nữa cả. Rồi Tapu Coco và Tapu Fini á, với bộ tứ này thì mình đã có thể có được bốn Pokemon giống như hùng mạnh nhất khu rừng này rồi, canh giữ khu rừng á. Không, mình sẽ qua bên kia để dằn mặt một cái con Tapu Bulu cái đã. Đây cũng là một trong những Pokemon rất là khó bắt nè. Dám lúc trước dám không chịu về đội của mình hả? Vô em ơi, lần này mình sẽ cho Blaziken nhé, ra trận nhá. Blaziken tấn tấn công bằng double kick coi. Ôi nhưng mà cái năng hệ này thì đánh có vẻ không xi nhê cho lắm đối với Tabu Bulu kìa. Với lại Tabu Bulu có khả năng hồi máu các bạn ơi. Phải dùng cái năng nào mạnh hơn thôi, phun lửa xem. Ui, mạnh quá, mạnh quá. Nhưng mà được được mấy cái dây leo không à. Dây leo thì mình không cần cho lắm á. Vậy là mình đã bắt được Pokemon cuối cùng. Ê, Pokemon Sata Tabu cuối cùng trong khu rừng này rồi. Và cũng như đập Lucky Block trong đây rồi á. Để giờ mình sẽ đổi khu vực đi ta. Mình qua vùng Misa chẳng hạn đi. Vùng Misa cũng khá là ok nè. Vùng này nó gần vùng đầm lầy luôn. Được, mình sẽ đập thêm một cái Pokemon Lucky ngay tại đây đi nhá. Rồi đập xem coi rơi ra Pokemon gì. Chaga. Regirock. Bộ em Legendary các bạn ơi. Em đầu tiên luôn á, em Legendary đầu tiên trong cái Lucky Block này. Và em này thì mình thử cho em này đá ta. Thì thử cho hệ nước đi. Nước chảy đá mòn, nước chảy đá mòn. Thử nhá. Xuống nước coi, hy vọng là đừng có ngụm luôn nghe. Em này chắc khỏe, không sao đâu. Biết ngay mẹ, hệ đá khá là cứng ấy. Thường thường mấy mẹ đá có sức phòng thủ rất là cao các bạn ơi. Rồi thì một cái xuống nước đi đi. Xuống nước chắc vẫn ổn. Rồi và em này đã yếu rồi. Yếu thì chúng ta nên bắt luôn đi chứ quýnh nữa thì chết á. Và mình sẽ dùng cái Death Ball đi nhờ. Giờ đang hoàng hôn nè, gần tối luôn rồi. Dùng Death Ball thì sẽ rất là lý tưởng đó. Phát huy sức mạnh đi Death. Nhưng mà cái em này có một cái nét gì đó giống giống cái em mà ở vùng tuyết của mình đó nhờ, vùng băng á. Lần trước mình qua vùng băng mình cũng có bắt được một em Pokemon ở trên mặt á, có mấy cái chấm chấm gì luôn. Để bây giờ mình gán bắt em Regirock này đây, rồi mình sẽ đưa cái em kia ra để so sánh cho các bạn xem nhá. Cái em này với em kia chắc chắn sẽ có mối quan ngại gì đó thì mới khó như vậy nè. Em lần trước mình bắt cũng tốn rất là nhiều bóng chứa luôn. Và cái em Regigot này, đây 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 đây, Regigot. Nhớ không lầm em đó là màu nè. Regis, em này là Regirock, cái cách đọc á nó cũng na ná nhau á các bạn ơi. Em thử nhá, triệu hồi em coi. Regis nè, còn Regirock đó. Nó mắt có mấy cái chấm chấm nè, em này quay mặt lại. Nó mắt cũng có chấm chấm nè các bạn ơi. Bạn nào rành về những em Pokemon này á thì nhớ chỉ cho mình biết là hai em này có phải có mối quan hệ gì không nhá. Nhưng mà tạm thời thì cho hai em này vô trong thôi, hai em này không phù hợp để chiến đấu ngay lúc này đâu. Rồi và tiếp tục đập thêm những cái Lucky bò kè các bạn ơi. Bên ngoài này nó đang mưa nè. Đó. Nãy giờ mình bắt em kia mà thấy sấm chớp đùng đùng luôn ấy. Rồi và đập thêm một cái chỗ này khá là may mắn. Đập nè. Pharaoh, một em chim mới cấp 36 mà bài đặt khiêu chiến nè, không thèm quýnh luôn. Vâng, muốn chứa luôn nè, coi coi có chịu hay không á. Ý, con chơi ai giờ chịu thiệt. Em đó cũng khá là dễ tính á, đỡ chỗ đi, đập cao cao xíu, hy vọng là gặp nhiều may mắn hơn nhá. Ui, ở dưới em này có chút xíu mà ha, đang tập luyện rất là tích cực luôn kìa. Quánh nhau các kiểu luôn. Em Cubone đúng không? Em này là đúng rồi, Cubone. Cái tên rất là dễ nhớ vì em ấy lúc nào cũng cầm khúc xương á. Đập ra. Với lại là cái em Phantom này đi đâu không gặp em hết vậy? Thôi thôi thôi, anh có em rồi, anh không muốn bắt thêm đâu. Bắt thêm trốn chỗ mới tính lắm. Thôi em tạm thời ha, cho anh miếng kinh nghiệm nha. Rồi và em đó thì chơi ra gỗ thôi. Mình sẽ tiếp tục đập thêm một cái trước khi đổi bài ôm thôi các bạn ơi.
Đổi được em Sophia gì nè, em này hệ hệ nước dễ bắn hả? Dùng này sao gà lại gà hai em này ta, gà ủa gà em hệ này ta cũng khá là hiếm á, tại vì thường thường nó sẽ ra lúc kịp lót ra Pokemon theo cái bài mới các bạn ơi. Ok rồi mình sẽ bắt cái máy luôn đi, rồi chúng ta sẽ qua cái vùng đầm lầy sau lưng mình để đập tiếp những cái lúc kia Poke còn lại nhá. Mong rằng cái vùng đầm lầy mình sẽ gặp được nhiều Pokemon xịn hơn, nhất là Legendary đó. Hôm nay thì mới có gặp được một em Legendary hả. Bay qua đây cái không biết còn mưa không ta, còn mưa là kêu Rawdon ra liền á nha. Ok còn mưa thì Rawdon ơi giúp anh phát em ơi. Rawdon rất là tuyệt vời khi có thể biến mưa thành tạnh mưa luôn. Trời hoang mới tạnh, nhìn thấy sao rồi nè, tuyệt vời. Rồi và đặt một cái lực kịp lót ở trên cái lá súng luôn, đập ra một cái Kabuto. Wow, hên nha, Pokemon hóa thạch luôn á, nhưng mà mình đã có Kabuto khi tiến hóa luôn rồi. Mà em này thì chắc là mình bắt thì sưu tầm cũng được, tại vì em mới có 36 mà, hy vọng là Liverpool có thể bắt được nhá. Pokemon hóa thạch chắc cũng sẽ rất là khó tính đây. Nó biết ngay mà, Pokemon hóa thạch đâu phải dễ dàng bắt được bằng một cái Liverpool đâu. Ok nếu không bắt được một Liverpool mình sẽ đổi sang Dustpond nhá, ban đêm mà. Ấy giờ trần sáng thôi. Gần sáng dùng Dustpond thì sẽ hơi bị fail á. Quăng một ít cái deep ball theo cách ở bên ngoài luôn nè, nhưng mà lại được các bạn ơi. Rồi vào mình đã có thêm được một em Kabuto rồi á, coi coi em nó ở đâu đây. Kabuto á rất là nhỏ nhắn luôn á, nhìn không kỹ là không có thấy được đâu. Và cho Kabuto vô cái ô của mấy em Pokemon hóa thạch nè. Rồi giờ thì tiếp tục bắt à không, đập tiếp mấy em Pokemon dùng này thôi, hy vọng là ra một em gì mới mới nhá. Rồi đập nè. Skip lơm. Em này biết bay luôn hả, hệ gì? Ê, không không có hệ được, sao kỳ vậy, có hệ. Ủa cái này là à, đây đây đây, em này hệ bay và hệ lá các bạn ơi, cấp mười mấy thôi. Ok để mình sẽ thử bắt bằng cái Liverpool nhé, mình còn có 8 quả thôi ha. Mình ha, đặc biệt chế tạo những cái Liverpool này để bắt mấy em cấp thấp mà. Ui chưa, khoan khoan khoan, cái em này mình chưa có nè. Cái em này mình tìm không ra dùng đầm lầy mà không có gặp các bạn ơi. Hôm nay gặp là mình sẽ ưu tiên bắt em này trước nhá. Em này là một em Pokemon hệ nước đó. Và sau khi Pond Sweep thì mình sẽ nhanh chóng sử dụng một cái Quick Pond thôi, tại vì đó là lượt đánh đầu tiên của mình mà, dùng Quick Pond thì sẽ phát huy tối đa cái công dụng đó. Và với Quick Pond thì có được không, được luôn. Tuyệt vời tuyệt vời. Rimmer thôi 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 thôi, em Pokemon này nhìn không có bắt mắt cho lắm á. Rồi và chắc bây giờ mình sẽ tập thành đập tiếp luôn đi, đập thêm một cái nữa. Nghe Pokemon gì lực lưỡng vậy. Con khỉ hả, Pokemon khỉ hay dưỡng vậy. Ui Vigoroth, Vigoroth các bạn ơi, Vigoroth thử xem coi Pond Sweep liệu rằng có xi nhê cái em Pokemon thể thường này ra không. Nhìn không khác gì con khỉ hay con dượng gì á. Rồi nhưng mà em ấy để ý rồi, dùng một cái Quick Ball nữa nè, rằng hôm nay Quyết Bon có thể lập công liên tục hay không. Được đi em ơi, lâu lắm rồi đó chưa có lập công đấu Quyết Bon ơi. Và có vẻ được rồi. Hôm nay Quyết Bon đã lập công được hai Pokemon đó nha, cái cuối cùng của dùng đầm lầy nè. Đập ra Rockaday. Cái em này hình như tiến hóa là trở thành em Greninja các bạn ơi. Hên giờ lúc trước mình câu á rất là cực khổ mới gặp mới câu được một em Ash Greninja, hôm nay thì lại á đập lúc kia block rơi ra một em Rorgada đây. Em này sau này thì tiến hóa như trở thành em Greninja của mình giống như mình hay sao ấy. Nhưng mà khó tính đây, có tính đây, dùng Liverpool với đấng sáng đạo đó mà không bắt được, nhưng không tin là cái thứ hai lại hụt đấy. Em mới cấp 25 mà làm gì khó tính như vậy đúng không. Cái này thì nghỉ chạy nhé em S. Rồi đằng kia có một cái em boss Swarmer luôn kìa, miệng liền các bạn ơi, qua farm em đó xong rồi chăng. Đấy các bạn thấy chưa, vừa gặp mình chạy qua liền luôn đó mà không kịp với mấy em này, gì đâu mà nhát gì không biết nữa, vừa nghe tiếng mình chạy qua là bỏ chạy liền. Được một cái đĩa Ray Run Ray nè,
Và dùng này thì mình cũng đã đập Lucky Block luôn rồi. Để bây giờ mình sẽ tìm vùng băng đi. Hôm nay mình sẽ qua vùng băng á, đập thử Lucky Block coi coi có đỡ gió không. Búp. Ui em này mình gặp nhiều rồi. Nihileo. Em này mình có rồi các bạn ơi, để hôm nay mình sẽ cho hai em Nihileo đánh nhau nhé. Em này mình cũng bắt được với cái lớp Bon á. Rồi, hôm nay có dịp thì sẽ cho hai em đánh nhau một trận. Em này thì chủ yếu tấn công bằng cái năng hệ tâm linh hả? Có hệ độc nữa nè. Nhưng mà mình sẽ sử dụng kỹ năng hệ độc trước đi. Lâu rồi chưa dùng kỹ năng. Ủa, hiệu ứng tấn công rất là đẹp các bạn ơi. Nhưng mà cái năng độc nó không mạnh cho lắm. Quýnh em này không có si nhê gì trơn á, mà em quýnh lại hơi bị si nhê luôn chứ mấy không si nhê. nhưng mà em này chỉ gây đá thôi à. Vậy là hôm nay mình đã gặp được hai em Pokemon xịn này ha, một em Legendary, một em là Pokemon Boss quái vật ở dưới thế giới Ultra Beast đó. Rồi và thêm ui thêm một cái Lucky Poke coi. Ui ra ra em giống em dơi vậy. Đập thêm một cái nữa. Gây em chim. Thêm một cái nữa. Charizard. Charizard bay ngỏ. Ui giời. Ui định phun lửa gì đây. Wow, Charizard đi bộ kìa các bạn ơi. Chắc mình phải bắt thêm một em quá à. Tại vì mình khá là thích Charizard. Phải bắt thôi, phải bắt thôi. Mình sẽ bắt thêm em này. Vậy là bộ sưu tập Charizard của mình tổng cộng là có 3 em rồi. Nhưng mà chỉ mới có một em là có viên đá Mega thôi. Để lại gặp được cái em Charizard Boss ở bên ngoài rất là thấp luôn á. Rồi với một cái quick ball coi coi có. Ôi em này chắc khó tính rồi. Lần trước mình bắt Charizard cũng khó nữa, nên lần này mình sẽ cố gắng hết sức nhá. Úi, lần này thì có vẻ dễ bắt hơn nè. Đúng có vài trái thôi các bạn ơi. Và mình sẽ cho các em Charizard vừa bắt vô cái đúng cái ô mà em ấy ở nhá. Đây Charizard phải sống chung với Charizard chứ. Rồi tạm thời thì cho ông đó ở đây đi. À, kế tiếp thì mình sẽ đập nốt 5 cái còn lại vùng này luôn. Tại vì mình thấy vùng này ra mấy Pokemon cũng tạm ổn nè. Ấy, lại kêu chiến nữa, bơ mai, đừng, đừng làm như thế. Đặt trên cục này luôn, tự xem. Đặt trên cục màu xanh ra Pokemon Ultra Beast luôn. Katana. Wow, với em này thì mình sẽ đổi đổi Pokemon nhá. Lần trước mình đã gặp một em Katana rồi, nhưng mà với sức tấn công rất là mạnh cũng dạng Pokemon của mình á. Em này thì mỏng dánh à. Quýnh một phát em ấy mất tiêu luôn. Nên bây giờ mình phải cẩn thận hơn bằng cách sử dụng Pawn Sweep nè. Để coi. Quên lần này sao quýnh yếu lại ta. Lần trước nhớ mình quýnh ghê lắm mà, mình đụng vô cái em này ngủm luôn á chứ. Nhưng mà không kệ các bạn ơi, ăn chắc mặc bền. Vậy đi, miễn sao bắt được em này là vui hả. Katana ơi, hãy về đội của anh. Úi, ném thằng chuối xong được luôn kìa. Ném thằng chuối xong bắt được em Katana đó luôn rồi các bạn ơi. Đây là Pokemon ở dưới thế giới Ultra Beast đấy, hệ lá và hệ thép. Có cái chỉ số attack này các bạn thấy đi, nhỏ xíu thôi nhưng mà attack tới 275 lần. Mình mà train lên thêm một xíu này chắc chắn sẽ rất là mạnh cho xem ấy. Pokemon ở Ultra Beast thì phải sắp xếp đúng ô cây máy thôi. Katana. Rồi ok, phía này thì có em boss từ từ xơi sao. Cái cục đá này có vẻ rất là may mắn đây. Thử một lần nữa coi, nếu mà ra nữa thì mình cũng chịu luôn đó. Đập nè. Ui game Pokemon gì cấp 18 hả? Cái cấp 18 lỡ chị hồi ra rồi không bắt thì cũng kỳ. Còn Liverpool không? À đây còn hai trái. Bắt thêm em này nữa. Chỉ là còn có một trái à. Qua còn mình còn một mớ lúc kia Poke chưa có đập nữa. Hy vọng là mấy em kia mình có thể bắt nhanh nha. Rồi thêm một cái lúc kia Poke ở phía dưới đi. Ui game Electabuzz mình đã có rồi nha. Em này giống con rồng vậy. Đúng rồi, em này là rồng rồng độc các bạn ơi. Vừa hệ rồng và vừa hệ độc nè. Mà em này hơi ốm á. Kệ, không sao không sao. Miễn bắt là được. Hôm nay nhờ những cái Lucky Poke này thì mình mới gặp từ mấy em này á, chứ bình thường đi mình đâu có gặp đâu. Hôm nay cũng rất là nhiều Pokemon mà mình chưa có gặp đó các bạn ơi, cũng như là chưa tới thời điểm để gặp hay sao ấy. Rồi và sau khi tiến hóa Mega, Pawn Sweep đã kéo đi gần hết ống máu rồi. Wow, tấn công hiệu ứng đẹp đấy.
đúng hệ rồng và quyết bon phát huy sức mạnh đi. Liệu rằng có thể bắt được con rồng độc này với một cái quyết bon hay không? Trời đợi. Ôi có vẻ không mà các bạn ơi, con rồng này khó tính quá. Rồng gì đâu khó tính. Khó tính hả? Deathspawn xem. Ban đêm thì rồng độc tới nào thì cũng phải chịu thua với cái Deathspawn này thôi. Chiên bắt Pokemon vào ban đêm đấy. Đó. Các bạn thấy Deathspawn có hay không nào? Giờ thì đây là cái cuối cùng á, hy vọng là ra một cái gì đó xịn xịn nha. No. Cái cuối cùng thì nó lại không ra gì luôn. Buồn thật sự. Và hồi nãy mình con nào? Mình ở nhà mình mới có thì phải. Ở nhà mình mới có viên đá Mega của Swampert các bạn ơi. Để bây giờ mình sẽ farm cái con Ampharos này cái đã. Farm con này coi coi có kẹo không về mình cho mấy Pokemon ăn á. Rồi, tấn công bằng kỹ năng hệ đất đi. Hệ đất thử xem coi có gây được nhiều sát thương không. Mình thấy hệ đất là đánh cái em này thốn nhất á các bạn ơi. Thì một đòn Earth Power nữa nè. Ui, chưa ngẫm được. Đáng tiếc vậy. Không sao, vẫn có cơ hội. Để rồi, kết thúc luôn Rowland thật là hay. Và mang về được một cái Soganium. Hình như Soganium đó là cho cái em Sogaleo thì phải đúng không ta? Để bây giờ mình sẽ trở về nhà trước đi các bạn ơi, để mình tính tiếp nhé. Trở về nhà nè. Sau đó thì mình phải đem cái em đấng sáng tạo thì vô trong nghỉ ngơi một xíu đi. Hôm nay giúp mình rất là nhiều rồi. Đấng sáng tạo vô ô này. Kể đến là Nihileo. Rồi và mình sẽ đưa cái em Necromasogaleo ra ngoài để mình tách ra. Hai em này đang hòa là một các bạn ơi. Ủa cái đồ tách đâu rồi? À đây nè, đồ tách đây. Tưởng đâu mất cái remote này là xong luôn á, nghĩ tách luôn các bạn ơi. Rồi, tách ra một cái em ơi. Ui trời mưa giọt quá. Ok, để bây giờ mình sẽ vô trong ngủ cái đã cho trời sáng đi rồi chúng ta sẽ tiếp tục công việc trong ngày hôm nay nhá. Giờ thì mình sẽ thử trang bị cái Soganium set cho Sogaleo. Đây. Coi có em nào để mình khịa không ta. Mình muốn test thử kỹ năng của em Sogaleo này. Rồi khi mình ấn tấn công. Nè, nó dùng được một cái tiki set đó các bạn ơi. Wow, vậy là cái viên đó là dùng cho Sogaleo rồi. Hay đó. Rồi tạm thời thì đưa Sogaleo và Necroma này vô bên trong đi. Sau khi đã rời ra nè. Kế đến thì mình sẽ lấy cái viên Swampert Mega coi. Cho em Swampert mình Mega một cái coi nào. Ủa? Mình nhớ mình có farm nhiều em Swampert đó lắm mà ta. Ui, toàn rồi. Giờ mình không còn cái viên Swampert nữa luôn. Tội không. Không có thì chắc mình phải đi ra kia farm cho em máy thôi chứ lỡ bắt em máy rồi không có mega cho em máy thì buồn lắm. Và sau khi qua vùng này thì mình đã gặp được một con Shiny Swampert luôn. Rất là căng đây, Shiny sẽ gác cấp khá là nhiều ấy. Nhưng không sao, mình tin em Pakia có thể giúp mình thế lo được cái con này. Này thì Swampert hả? Đưa thêm một em nữa ăn liền. Vậy là đã được cái viên đá Mega cho em Swampert nhà mình rồi các bạn ơi. Về nhà thôi. hên quá. Rồi và tiến hành quá trình Mega cho em ấy thôi nào. Để em ấy phải chờ lâu rồi. Và tiến hóa Mega đi Swampert anh ơi. Tiến hóa Mega nào. Và chuẩn bị Swampert sẽ tăng trưởng về kích thước. Và kỹ năng thì không có học thêm nhớ các bạn ơi. Nhưng mà mình có thể cưỡi nè. Em này là một em Pokemon thể nước và hệ đất á. Hy vọng là có thể. Ủa em này di chuyển dưới nước không nhanh cho lắm. Mặc dù hệ nước nhưng mà em ấy lội dưới nước không giỏi các bạn ơi. Ê em này nổi à. Em này giống như cái thuyền vậy á. Mình cưỡi là mình không có bị chìm luôn các bạn ơi. Đi trên mặt nước không cần phải giữ phím nhảy này. Ai á. Đã vậy cũng có khả năng tăng tốc nữa chứ. Cũng ổn, lo nó chìm nhẹ một xíu. Nhưng không sao hết. Rồi vào ngoài ra thì mình còn có bắt được một cái MX đó. MX đó đâu mất tiêu à, MX nó nhỏ xíu à. Để coi em đó bắt xong. Đây nè. Em Rogadier các bạn ơi. Tạm thời mình sẽ cho em Scizor vô trong nhá. Đây chính là MX này. Và sau khi em này tiến hóa thì có thể trở thành em
Ninja, đây rồi. Gặp đàn anh đi em ơi. Đây là ếch em, còn đây là ếch anh nè. Các bạn thích ếch nào hơn? Mình thì vẫn thích kiểu như còn nhỏ nè, nhìn đáng yêu cực. Tuy còn nhỏ thôi nhưng mà đã có một cái phong thái của một ninja rồi kìa. Học hỏi đi, học hỏi đàn anh đi em ơi. Phi tiêu các kiểu liền. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có thể hoàn thành được bộ sưu tập bộ tứ của cái khu rừng rồi. Ở đây thì mình cũng đã sưu tầm được khá là nhiều các bộ tứ, bộ tam cũng như là bộ đôi á. Và ngày hôm nay thì Porygon đã trở thành cái dạng cao cấp nhất rồi nè, Porygon Z. Rồi em Thanun thì đã trở thành Shivali, cũng khá là đẹp và nhiều dạng nữa chứ. Rồi bắt được một em Pokemon huyền thoại ở vùng Misa nè. Em này hình như có họ hàng với em Rigai thì phải. Một cái em Pokemon thế giới Ultra Beast cũng như là một cái con rồng độc rồi. Như vậy ở phần 1 này thì chúng ta đã cùng Charmander đồng hành cùng nhau ha, để có thể chinh phục được nhiều Pokemon hùng mạnh hơn. Nào là đấng sáng tạo nè, những đứa con của đấng sáng tạo, Ash Greninja và vô vàn những em Pokemon khác á trong máy tính của mình nè, từ huyền thoại có, thường có cũng như là ha, những em Pokemon máy móc cũng có luôn. Và hy vọng rằng ở phần 2 á, thì chúng ta có thể gặp được những em Pokemon còn lại ở trong đây nhá. Tại vì hiện tại thì mình chỉ mới gặp được 338 em thôi, tức là còn khoảng 67% Pokemon nữa mà mình cần phải gặp á, rất là nhiều luôn. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt chuyến khám phá vừa rồi nhá. Mong rằng thì ở phần 2 thì chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn hơn và dễ dàng bắt được những em Pokemon Legendary VIP nhất nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo cũng như là ở phần 2 của Bisamon nha. Còn bây giờ thì bye bye. Shop Lọc Sutaki, shop bán acrylic giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động.